Forbidden Egg, một trong những báu vật vô giá của thế giới nghệ thuật và văn hóa đại chúng, đã được sản sinh ra từ nước Nga vào năm 1885. Khi ấy, để làm vui lòng Hoàng hậu Maria Fyodorovna, Sa hoàng Alexander Đệ Tam đã đặt hàng người thợ kim hoàng nổi tiếng Peter Corforbage một món quà để tặng vợ mình vào lễ phục sinh. Đó chính là một quả trứng nạm ngọc được chế tác tinh xảo. Món quà đặc biệt này đã làm Hoàng hậu Maria Fyodorovna, vốn là công chúa nước Thụy Điển, vui mừng khôn xiết. Bởi khi cầm quả trứng trên tay, nó gợi lại những ký ức đẹp đẽ mà bà đã có tại quê nhà. Cũng chính vì thế, những đơn đặt hàng tiếp theo cứ diễn ra trong suốt những năm trị vì của Sa hoàng Alexander Đệ Tam và người kế vị Nicholas Đệ Nhị để dành tặng cho mẹ và vợ của mình vào mỗi năm. Nhưng truyền thống này đã kết thúc sau sự sụp đổ của triều đại Romanov khi cuộc cách mạng Nga bùng nổ vào năm 1917. Lịch sử ghi nhận tổng cộng đã có 50 quả trứng Faberge được chế tác. 43 trong số đó hiện vẫn còn tồn tại đến ngày nay, thuộc sở hữu của nhiều cá nhân và các tổ chức khác nhau. Trong đó, 3 quả hiện đang thuộc sở hữu của nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị. Trứng Faberge mang nhiều tầng lớp ý nghĩa, là biểu tượng của sự huy hoàng, quyền lực và giàu có của triều đại Romanov cũng như đế chế Nga, là kho báu vô giá tạo nên những cuộc truy lùng, trộm cắp trên khắp thế giới, và đồng thời cũng là niềm cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn chương và điện ảnh đã ra đời. Sự quý giá vô tận của trứng Faberge không hẳn nằm ở chất liệu tạo nên chúng như những kim loại quý, đá quý khác nhau, mà nằm ở sự sáng tạo và kỹ thuật chế tác điều luyện, tinh tế ở từng chi tiết nhỏ như mũi kim mà các nghệ nhân từ một trong những hãng kim hoàng và nghệ thuật hàng đầu thế giới mang lại. Thêm nữa, 50 quả trứng Faberge là 50 điều hoàn toàn bất ngờ khác nhau. Mỗi quả trứng cũng chính là phiên bản duy nhất của chính mình mà chẳng hề có quả thứ hai. Và sau đây, mời mọi người cùng ngắm 3 trong số 50 tuyệt tác trong bộ sưu tập trứng Faberge chứa đầy sự tinh tế và xa hoa ấy. Mang tên Hand Easter Egg, đây là quả trứng đầu tiên trong bộ sưu tập mà Sa hoàng Alexander Đệ Tam đã tặng vợ mình. Quả trứng đã khởi đầu cho bộ sưu tập trứng Faberge có 102. Lớp vỏ bên ngoài được làm từ vàng phủ men trắng đục. Khi mở ra, nó để lộ điều bất ngờ đầu tiên là phần lòng đỏ bằng vàng. Rồi một con gà mái vàng với đôi mắt hồng ngọc xuất hiện. Bên trong con gà mái ẩn giấu điều bất ngờ thứ ba là một chiếc vương miện và mặt dây chuyền. Nhưng cả hai món này rất tiếc hiện đã bị thất lạc. Là một trong những món quà mà Sa hoàng Nicholas Đệ Nhị dành tặng mẹ mình khi ấy là Thái hậu Maria Fyodorovna vào năm 1911. Quả trứng nguyệt quý này được làm từ men và nạm ngọc bích. Một trong những chiếc lá trên cây là chiếc đòn bẩy nhỏ, kích hoạt phần đỉnh tròn bên trên, mở ra một chú chim có thể bay lên, vỗ cánh, quay đầu, mở mỏ và cất tiếng hót. Được chế tác vào năm 1898, trứng linh lan chứa điều bất ngờ bên trong dành cho Hoàng hậu Alexandra là chân dung của chồng bà, Sa hoàng Nicholas Đệ Nhị và các con gái của họ, các nữ công tước Olga và Tatiana. Ở phần vương miện bên trên có gắn một viên hồng ngọc. Vỏ bên ngoài là ngọc trai, được phủ thêm một lớp men màu hồng. Nâng đỡ trứng là một chiếc chân bằng vàng với những giọt sương kim cương các kiểu hoa hồng. Hoa linh lan được chế tác từ vàng, cùng phần lá được tráng men xanh, tô điểm thêm bởi những viên hồng ngọc, ngọc trai và kim cương.